Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh của Trung tâm Đồ Gỗ Văn Sáu. Hôm nay thì Trung tâm Đồ Gỗ Văn Sáu có lên sóng giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái mẫu bình lục bình trên chất liệu là gỗ nung nghiến Thái Nguyên. Cái hàng này thì của bên em là cái hàng rất là được nhiều người ưa chuộng và tìm mua luôn các bạn. Cao 94 chưa đến 1 mét các bạn nhé, chưa đến 1 mét, nhưng mà phải làm cho những người mà hệ chơi cái nung nghiến sửng sốt luôn về cái độ đẹp. Đấy, các bạn xem nụ cái độ đẹp của sản phẩm này nó đạt đến mức 80 điểm. Đấy, theo em đánh giá là 80 điểm. Tại vì đây sẽ chưa phải là cái mức 100 điểm. Vì là những cái mức điểm tối đa như thế thì nó sẽ phải là cái hàng liền khối và nu hoa kín mít cơ. Cái nu hoa của cái cặp bình này thì em chia sẻ với các bác, nó bao phủ lên độ 90%. 90%. Và cái bình này thì là cái bình mà 3 khúc các bác nhá. Bình này bình 3 khúc, chia sẻ thật với các bác như thế. Đấy, ghép 3 khúc gồm cổ này, thân bình này, thân bình này. Đấy, và đế. Đế rất là đẹp. Những cái đường xoay chỉ này, xoay chỉ càng nhiều thì cái công làm nó càng cao các bác nhá. Các bác biết là những cái lục bình trước đây em có làm ấy, có làm những cái lục bình nung nghiến thì làm những cái đường xoay chỉ đấy rất là ít. Đây các bác xem này. Đấy, xoay chỉ rất là ít. Công nó cũng không cao lắm. Với độ tỉ mỉ của nó thì cũng không nhiều. Nhưng mà em vẫn bán với mức giá rất là cao, tại vì cái phôi gỗ này, cái phôi gỗ này ở thời điểm hiện tại thì nó sẽ không phải là rẻ. Dù các bác đi mua cái phôi gỗ nó có đẹp hay là phôi gỗ có xấu, thậm chí bây giờ khi mà các bác đi mua những cái phôi gỗ nung nghiến xấu còn không có mà mua các bác nhá, không có mà mua. Đấy, thế nên là bác nào mà đã thấy được những cái video này thì nó rất là giá trị và cũng như là hữu duyên với Trung tâm Đồ Gỗ Văn Sáu thì mới có thể thấy được những cái video như thế này. Đấy, để quý vị và các bạn có thể tham khảo những cái mẫu đồ mà Trung tâm Đồ Gỗ Văn Sáu đã làm ra. Đấy, các bác xem. Và em cực kỳ thích những cái phần vân chun này các bác nhé. Nếu mà các bác ở ngoài các bác nhìn thì nhìn những cái phần vân chun này, những cái tôm gỗ của sản phẩm này nó bị hút hồn luôn các bác. Tại vì bên em nót cái hàng này rất là nhiều lớp, rất là cẩn thận. Đấy, thế nên là nhìn nó như là bị hút hồn vào bên trong những phần nu ấy. Đấy, các bác nhìn các bác chỉ muốn chạm vào thôi các bạn. Nếu mà các bác nhìn thấy ở ngoài nó quá mịn màng và nó quá là bóng bẩy. Đấy, nó như là một ly cà phê sữa luôn các bạn, như là một ly cà phê sữa siêu to khổng lồ. Đấy, để cho các bác nào tham khảo thì các bác có thể liên hệ đến bên em 0968152070 và 0972282070, hoặc các bác để lại số điện thoại, bên em sẽ gọi điện tư vấn và báo giá cho các bác cái sản phẩm này của bên em.